thành Thái An 16, phường Thái An, mà bên trái là Thái An, bên phải là Thạnh Xuân. Thạnh Xuân 25, phường Thái An, phường Hiệp Thành. Địa chỉ cũ, địa chỉ mới để lên công. Phường Thái An, quận 12, phường Thạnh Xuân. Không hiểu giờ là Thái An hay Thạnh Xuân. Đây là Thạnh Xuân 25. Lên cầu. Cái này là quê. Rau nhút gọi là ruộng hay bờ hồ ta, bờ hồ trồng rau nhút. Chuối hả? Ôi trời ơi. Bơm á ha, ở 6.000 ký mà mua nguyên quầy thì nó theo nhưng mà nó hao là cái quầy á, cái cuốn mình nhiều cái cuốn này hên xui chứ thật sự là chưa chắc 20 mà rẻ. Thanh Long Nguyên Xe, đây là cái ruộng rau nhút đó, họ trồng vậy đó, ở dưới là nuôi cá luôn, ở trên là bèo cũng nhiều ha. Hôm nay về vùng quê thật sự, đây cái vựa nữa, không phải vựa nó, cái đầm, cái đầm chợ là biết nói, cái đầm rau nhút người á, rau nhút người nó rau rút tốt á, rau tốt ở đây nữa nè, cái đầm nè, họ thu hoạch bên này đây, họ làm theo cái làn kìa, và là có trồng theo làn nha, không phải không có dây dăng đâu. Đây đúng là nhà quê, còn nhà quê luôn đó nha, phường Thạnh Xuân. Miền Tây có trái cây là tôi lên đây bán ha. Thank you.
cái võng bờ kè. Ở phố một là đi ra ngoài vùng quê chơi dạo phố, dạo quê chứ. Làm ăn mới được, bên phải bờ kênh rồi đó làm ăn được. Anh già đường Việt Nam tốt quá, đi cứ như cỡ ngựa. Giờ ta đi làm về luôn ha, đi làm đi học về. Hoa sạch về nông thôn luôn. Có kia luôn phải không? Về luôn. Về cái thẳng này mới mệt đây này. Đi trải nghiệm Việt Nam, sốc từng người muốn hết cơm luôn. Trải nghiệm. Wow. Nước nó rút nó đen thùi lùi luôn cái bờ kênh này. Đây nè, bữa nào hẹn tới quán là vịt nướng Vân Đình Ba nè. Đó, đang hẹn đến quán này rồi. Vịt nướng Vân Đình Ba. Bây giờ cũng là quận 12 nhưng mà ra phố hơn chút. À, vườn Thạnh Lộc xa hơn mấy vườn khác ạ. Chạy qua mặt đường hơn ha. Việt Nam nè.
Ba nước mé hả? Lỡ qua rồi. Ây da ơi, ây da ơi. Mé này là vựa mé Cần Thơ nha. Còn bán không? Vựa mé Cần Thơ. Mé Cần Thơ, mé Đồng Nai hai loại luôn. Đây là đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12. Đó, cuộc sống buổi chiều của Việt Nam mình. Hôm nay là chiều thứ tư. Thứ tư ngày 14 tháng 12 năm 2022. Nhiều số 2 quá. Bữa mình đi Sóc Trăng ngày 12 tháng 12 năm 22. Một số 2 một loạt luôn. Hôm nay 14 tháng 12 năm 22. Siêu thị sữa. Bách Hóa Xanh hay có những dòng quảng cáo vui ha. Skybus. Đồ ăn có cái không có tiền thôi, muốn cái gì cũng có. Một chiên bắp xào, một lộn cút lộn nước để khác rồi nhậu nước mía. Ăn hàng buổi chiều tới mát mát là đi ăn hàng, đi dạo phố. Ban ngày ráng làm cực khổ, buổi chiều có tiền đi dạo phố đi ăn hàng. Tiệm vàng nằm bên trong, đây là bán đồ furniture, thú y. Tiệm cơm tấm Bình Dân. À, chỗ bán bánh bò, bánh tiêu, dầu cháo quẩy. Ngã tư An Sương 8 km nữa, ủa cũng gần quá ta. Sân bay Tân Sơn Nhất 8 km, ngã tư Bình Phước 5 km. Vậy là cũng gần ở Tân Sơn quá hả? 8 cây là ngã tư Tân Sơn rồi. Đó rồi, lên cầu nha. Cầu này cầu gì cũng không biết, cầu gì luôn. Nó không để tên ngay dưới chân cầu. Cầu ngã tư gà. Hả? Cầu vượt ngã tư gà. Cầu vượt đấy hả? Đấy hả? Đây là cầu vượt ngã tư gà hả? Tưởng cái cầu đằng kia, té ra cầu đằng kia cầu An Lộc. À, sao ta dùng cầu vượt ha, là đi nhanh hả? Cầu vượt ngã tư ga, nghe danh hoài bây giờ, đi trên đường hoài bây giờ mới biết. Yeah, buổi chiều nè, đó.
đây là xe du lịch ha, 30 chỗ hả, 30 à. Xe đưa rước công nhân đó nha, xe hợp đồng du lịch luôn. Mà hiệu xe gì thì không biết, hiệu lạ quá. Yeah, đông đó rồi, thôi ngưng nha. 6.000 một ký, mình mua một quầy thì 20.000, bốn nãy như vậy. Mình không biết cân ký ra thì sao, nhưng mà 6.000 một ký đó.